Morning, happy life, July. Xin chào các bạn nha. Bữa nay là cái ngày free, ai muốn đi gì thì đi. Còn nếu mà đi option thì đi theo tour. Thì gia đình mình hai cháu không muốn đi theo tour bữa nay vì cháu muốn đi riêng. Thì tụi nó chưa có thức, ăn breakfast xong rồi mình đi dạo dạo chung quanh thì thấy có một cái church ở đây nè các bạn. Thì mình ghé vô, thấy cái khung cảnh cũng là rất là yên tĩnh đó các bạn. Thành ra hai vợ chồng walk by. Thì trước nhất lúc nào mình cũng rất là thích hai cái quốc gia mà mình mới vừa tới đây, đó là Denmark và Norway. Thì cái landscape của họ rất là lớn các bạn, giống như họ chú trọng tới cái landscape, mình thấy rất là thích luôn. Đi tới đâu các bạn cũng thấy màu xanh hết, ngay cả nước uống, nước dùng mà không có phải phân biệt đâu các bạn, tức là nước dùng cũng là nước để mình xài. Đây là khung cảnh chung quanh nè các bạn, thấy cái đường đi nè. Mình nếu mình có thể walk chung quanh cái church á thì hàng cây nó như vậy nè, rất là đẹp các bạn thấy không. Còn ở trong church thì cũng có những cái ngôi nhà mới cất đây mà đa số là chung quanh là toàn là cũ hết đó các bạn nè, các bạn nhìn thấy không. Ở trong mình có thể vô trong nữa nhưng mà trong thì mình không có quay các bạn, mình chỉ đi vòng vòng ngoài thôi. Ở đây sắp có cái event gì đó cho nên có mấy người security họ đang chuẩn bị ghế rồi này kia nọ đó các bạn. Các bạn thấy nè, nguyên cả building cao như vậy mà cây nó cũng mọc xung quanh cho tới cao luôn, nó thắt khe đàng hoàng. Các bạn thấy cái đèn trên cái top không, cái top lab nè, đó là cái building nó cao như bao nhiêu thì cây cỏ nó mọc lên bấy nhiêu, tức là mình thấy cái màu xanh nó đầy hết á. Giống như cái đất nước nó lớn quá mà dân thì ít quá, có mấy triệu rồi các bạn, thành ra everything ở trên đồi dưới biển. Ở bên kia là biển thì các bạn thấy những cái tàu lớn để mà thứ nhất là mấy người đi du khách, đi cruise này kia gì đó. Các bạn thấy không? Chung quanh cái nhà thờ đó, đi miết luôn á. Cây cối xanh um hết. Đó, có một cái đoàn du khách đang đi tới đây nè. Tụi mình đi xé lẻ, còn những cái đoàn đi group đó thì họ đi rất là sớm luôn. Sẽ lẻ thì mình đi riêng, còn nếu mà mình đi trong group đó thì chuẩn bị đi rồi, cái group của mình đang lên xe rồi đó, còn tụi mình thì đi lẻ cho nên tụi mình đi riêng. Nè các bạn có nhìn thấy không, cái sân mà đi xuống một cái hill của nhà thờ các bạn, đằng bên kia là một cái island của dân cư rất là lớn mà mát lắm các bạn, cây cối xanh ươm. Đây một cái góc của cái nhà thờ đó. Là có chỗ để mình hồi xưa chắc mình nghĩ có pháo đài hay gì đây cho người ta ngồi. Còn bên kia đó, cái phía bên kia là chiếc tàu to không. Rồi bên mé bên kia đó là dọc theo bờ sông là cái phố xá bán đủ thứ nha các bạn. Hồi tối 11 giờ khuya mình đi chung quanh thì còn bán đồ nhiều lắm. Seafood, đặc biệt là seafood cá rồi nó rất là nhiều. Đó, các bạn thấy không? Đây là cái góc, một cái góc chót của nhà thờ. Bây giờ mình coi cái freeway của họ nha. Các bạn thấy không? Nhỏ bé, khiêm nhường. Mà cái line của xe đạp này, các bạn thấy một cái xe đạp đang chạy tới nè. Đó, rộng vậy đó. Mà chạy rất là nhanh nha các bạn. Rồi các bạn cầm khe giữa cái đường với cái đường xe chạy nè, thấy không? Nè đường xe chạy nè. Các bạn thấy không? Rồi đường xe đạp nè. Giống như đường xe đạp với người đi bộ là sắp xỉ gần bằng cái len của xe chạy luôn á. Cái len họ chạy xe rất là nhỏ các bạn. Xe bus xe gì vô cũng nhỏ xíu. Mà cái cross line cũng rất là lớn nè các bạn thấy không? Đây là một cái cảng. Đó, còn cái đó là nhà thờ, đi xuống rồi mới có cái tàu bự kìa. Còn cái phía bờ bên kia thì cũng là một cái khu business, hotel, bán đủ thứ, cà phê, kem, bánh, quà tặng, quà lưu niệm, hay là một cái chợ cá nổi tiếng ở đây luôn. Chút xíu nữa là tụi mình sẽ ghé thăm chợ cá. Hồi tối mình đi sơ sơ, lúc đó người ta đã chuẩn bị đóng cửa rồi. Thì thấy đủ thứ cho các bạn, spider, crab, quy nhện các bạn. Rồi tôm hùm, lobster, rồi mấy cái raw fish, mấy cái, không phải raw fish, mấy cái con tôm mà to, thật là to.
mà nó dẹp như là con tôm tích nha các bạn. Mình đã chấm rồi đó, chút xíu nữa là phải thử mới được. Đó là cái xung quanh này là những cái dòng này các bạn, mình thấy nhìn đây giống như pháo đài. Ông này ông đang canh biển nè. Trời hơi bị ui ui, chiều nay bị mưa. Cây thì thẳng tắp. Chồng mình rất là thích cái view đó các bạn, nhìn thấy mê lắm. Đó cái nhà thờ nãy mình nói với các bạn đó, nhà thờ này. Này là cái sân, cái góc sau của nhà thờ. Nè các bạn thấy một cái xe bus sân chạy nè. Cái len của nó có chút xíu nè. Đó, vừa đủ chiếc xe bus. Đó. Mình thấy không? Giống như hai quê vậy đó. Vừa đủ chiếc xe thôi. Mà cái len của đi bộ thì rất là bự luôn. Đó, các bạn thấy bên kia một chiếc xe chở vô nè. Vừa đủ chiếc xe, vừa hít luôn á. Thành ra cũng may là dân không đông. Chứ nếu dân mà eo lây thì thôi, cỡ này là kẹt xe không biết bao nhiêu mà nói luôn. Ở bên đây là chỉ kẹt là nối đuôi nhau thôi, chứ còn kẹt kiểu như mình là không có. Thành ra người ta chia giờ người ta chạy. Bây giờ mình đi xuống một cái ngã khác nha các bạn. Thấy rất là cây cối thẳng thớm, ngay ngắn, cắt tỉa gọn gàng, ngay cả cái đường cái lai mình đi không có phải là cái đường chánh đó các bạn, là đường mòn thì cũng cỏ cũng xanh um. Này mà mấy người mà có đạo chiều cầu nguyện ngồi ngay đây là thôi bơ phịch luôn, mà chắc lạnh quá. Có nắng thì đẹp, chỉ sợ nó mưa với lạnh. Ở đây hình như là mùa đông rất là lạnh luôn. Mình gần lên hướng nốt rồi, còn đi 2 ngày nữa là mình vòng trở về suối Trạch. Nếu mà từ đây tới 2 ngày nữa mình lên trên top nốt của nốt quê đó thì lạnh lắm các bạn. Nếu mùa đông là tuyết đầy hết á. Ở đây là chữ tuyết cũng nổi tiếng lắm. Đó, cái mấy cái nhà ở phía sau của nhà thờ nè. Giờ mình đang trên đường mình đi xuống, có nhiều ngã lên xuống khác nhau. Thì tụi mình chọn đi cái đường mòn. Cây nè các bạn. Đẹp không? Mình xung quanh cây nè, các bạn nhìn nha. Cây thẳng tắp, khi mình đi rồi đó mình vòng ngược lại thì các bạn thấy cây nè. Xanh một màu ha. Các bạn thấy không? Rất là ok phải không? Đó là cái nhà. Cái này phía sau của cái nhà thờ, rồi phía trước của nhà thờ đang xây dựng một mớ. Cái ngói này nè là mới đó các bạn. Thì đây nó đang reconstruction lại. Cũng là phía dưới của cái nhà thờ nè, rồi phía trước của nhà thờ mình đang đi xuống cái hiu á, thì bên đó các bạn thấy nhà thờ này, hồi nãy mình đi nè ha, trên phía trước cái cổng vào là phía đó. Này chắc để nhà cho mấy sơ hoặc mấy linh mục ở phía sau của nhà thờ. Bây giờ cũng không biết còn ai ở hay không, nhưng thấy nó cổ quá luôn. Mình cũng không có mở cửa. Chỉ có nhà thờ là người ta ra cho vô thôi. Có vậy thôi đó các bạn. Chỉ đây mình nhìn thấy là xung quanh nó vậy. Nhà thờ chánh ngay đây. Sau đó là cái cổng đi vô. Rồi phía đây đang trùng tu lại. Gió hù hù luôn nha các bạn. Rất là lạnh luôn. Xíu buổi sáng sau khi ăn breakfast đi cho nó giảm mỡ,
Rồi bây giờ thì mình sẽ trở về đi tiếp tục những cái điểm khác. Chắc chắn là một chút xíu nữa sẽ có quay cái chợ cá cho các bạn xem. Cái này là bên một phần cái góc của cái bên tàu cảng. Rồi bên kia là một dãy hai bên bờ sông thì là đều có những cái hotel lớn, Clarion, mấy cái hotel lớn Marriott hay là mấy cái hotel mà nó nhảy vô để cho mướn du khách mướn á các bạn. Thì tối bàn ghế nhiều lắm để mà uống cà phê. Ở đây tôi thích cà phê với ice cream. Mà ice cream cũng ngon các bạn, không có ngọt. Hôm qua mình phải ăn mấy cái liên tục á. Tại nó không có ngọt. Mà nó rất là béo. Tại ở đây nuôi mấy cái con bò. Mà các bạn thấy cỏ như vậy thì bò với cừu là thôi tha hồ mà chơi. Rất là nổi tiếng luôn. Mình thử rồi, sausage mấy chỗ khác hơi mặn. Nhưng mà cái sausage của cái nó lên có mặn. Hồi sáng mình ăn điểm tâm của một cái hotel thì mình thấy ăn rất là ngon, vừa ăn. Mà đặc biệt là nước trái cây các bạn. Nước trái cây apricot uống rất là ngon luôn. Apple hoặc là berry mà làm thành cocktail các bạn. Bán một ly là mấy euro nhưng mà uống ngon, chất lượng luôn các bạn ơi. Mình uống hai ba ly luôn á. Tại mình thấy ngon quá. Mà cho hàng mẫu thử có chút thôi nên mình uống mấy ly liền liên tục luôn. Mình cứ thấy màu xanh là mình khoái rồi. Giống đi tới đâu mà mình thấy người ta tươm tất cỏ hoa vậy là mình thấy khoái lắm. Giống như có cái sự sống. Còn cái chỗ nào mà thành phố không nhà cửa đầy đường rất là mình lại sợ. Không có feel good. Rồi vậy mình xin chào các bạn nha. Hẹn các bạn lại cái video sau. Xin chào.